Hello cả nhà, hôm nay em sẽ uh, làm một cái video làm trên móng ngắn Và um, chia sẻ cái cách mà Ngân Sơn treo cho mấy anh chị Nó sẽ rất là dễ và sơn theo cái cách này thì nó mấy anh chị sẽ không bao giờ bị chốc luôn nha gọi là không bao giờ bị chốc và với tất cả các loại treo đó, thì mình đều quất nó dễ dàng nó không có bị dày không có bị chảy qua hai bên không có bị nhăn rồi này kia thì mấy cái cách đó mấy cái trường hợp đó thì mình sơn theo cái cách này nó sẽ giải quyết được cho hết cho mấy anh chị luôn thì một tí xíu lúc mà em làm em sẽ nói là lý do tại sao nó bị nó dễ bị dày nó dễ bị chảy nó dễ bị nhăn và khách hàng khi mà dày quá đó thì khách hàng họ sẽ ngồi họ cộm họ nhìn không có đẹp họ họ bươi 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 lên như nè wow wow chứ <laughs> thì nó sẽ bị chốc ở đây á thì hôm nay là mình khoe luôn mình có hai collection mà em sẽ xài một trong hai ha ở đây nó có là the harvest của z gel đây là nguyên một cái collection mùa thu màu dễ thương lắm nè đó nó có bột đi kèm luôn nha mấy anh chị nha Mấy anh chị mua nguyên một cái set di treo vậy nè, 10 24 màu chỉ có 100 nhớ 106 đồng mấy mươi sen thôi đó. Nó 107 đi cho nó dễ để cho nó rẻ hơn thì mấy anh chị không có la em ha. Đó là The Harvest. Đây là của mùa thu nha. Bây giờ là mình vẫn còn à, thu này thì mình xài luôn cho qua mùa đông cũng được tại vì cái tông màu của nó gần giống nhau. Và em xài hôm nay là sẽ nằm trong di treo của Snow Love ở đây á, có 36 màu Chỗ cái hộp của nó đã gì đâu á Mấy anh chị nhìn như là một cái hộp quà vậy đó nè Mở ra Đó Cái này để trong tiệm về cho khách họ câu thôi Nhìn cũng hấp dẫn nữa Và một set 36 màu nhiêu 160 à, 161 đồng <laughs> 161 đồng Ở đây nó có cái bảng màu sẵn cho mấy anh chị ha Thì hôm nay là em sơn cho bạn Trang Em sẽ sơn cái màu này 175, 176 Cái collection này mấy anh chị để ý là à, Có luôn một màu clear đơn Màu thường, màu clear đơn Màu thường, một màu clear màu thường, màu thường như nè Mình tự, nó tự phối với nhau cho mình luôn Cho nên là mình lấy ra, mình đắp nó Nó phối rất là dễ thương rồi Ở đây 175, 176 176 đây, 175 đây. Đó, em lấy hai chai này ra để em sơn lên tay của Trang ha. Một hộp này nè, trời ơi, cái hộp đẹp. <laughs> có chị Một chị mua mà lúc mà ship không biết là bên bên ship nhiều khi cái thùng hàng lớn quá đó bưu điện hậu quăng mạnh lắm so uh, về bên đó nó bị bể ăn gốc chị em ơi em có cái hộp nào mới không cho chị xin cái hộp bây giờ cái hộp đẹp quá chị chị muốn xin cái hộp về chị để dành thôi ok bây giờ mình dũa xếp sau đó Thực sự là để dũa sạch những cái phần chỗ này nè mấy anh chị em refer là em sẽ xài cái đầu đai mình biết luôn chứ em không có xài em không có xài cái uh, cây dũa cây đó nữa tại vì thấy thứ nhất là nó mất thời gian thứ hai á là nó thấy nó cũng không có được sạch lắm bằng khi mà mình xài cái đầu đai mình tại vì cái đầu đai mình này nó không có bị mỏng móng rồi mấy anh chị xài cái đầu giấy á, mà mình đi mình không có biết đi á thì nó cũng sẽ mỏng cái móng uh, khách còn mình xài cái đầu đây mà này á, cái đầu loại này mình xài trên da, mình chà trên da nó còn không chảy máu mà thì nó vừa đủ cái sạch cho mình mình đi vô các gốc được luôn. Trời giờ này mê cái đầu này lắm. Hết pin này ha. Ok và ngân đi với tốc độ là rất là chậm. Dạ chị Linda, chị Linda à uh, cho em số điện thoại nha. Nè mấy anh chị thấy em đi nè rất là chậm mà cái 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 da chết chỗ này nè mình để vô cái gì là nó văng ra liền mấy anh chị thấy không khi mà mình làm manicure á quan manicure treo á quan trọng là cái da chết trên mặt móng khách và mình đi vừa nhẹ phớt qua để cho nó bay đi cái độ bóng trên móng khách là mình sẽ không có bị tróc ha rồi ở đây mấy anh chị thấy nè mấy cái trắng 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 xung quanh này là mình phải đi cho nó sạch ra hết giá của bột hả chị trang nhớ giá bột không trang vô website Snow glove là 450 mấy? 451 đồng. 98 cent chị. Đó, em đi vừa sơ qua một cái là nó sạch cái mặt móng của khách. Và nó sạch cực kỳ như vậy thì sơn nó sẽ không có bị chóc, không có bị da chết nữa là không có bị chóc nha. Trời ơi, dạo này là em sống với chỉ có hai cái đầu dũa duy nhất thôi một là đầu smooth chưa biết hai là cái đầu diamond này là sống với nó khách nào vô cũng xài hết á dạ chị Lani mấy anh chị nào mà cần cái mấy cái set treo hoặc là đầu dũa đó à, mấy anh chị nhắn tin cho em số điện thoại luôn để cho mấy bạn bên sale gọi cho mấy anh chị ha thanh kiều cả nhà cái đầu mài này giá bao nhiêu cái đầu mài này à, trang nhớ giá không 21 là... Không, không, 21 là smooth, 12 đồng thôi chị. Nhưng mà mấy anh chị mua đừng mua một đầu nha, mua một lần hai đầu. Không phải dụ dỗ đâu, tại vì một lần mình xài á, mình xài xong khách này cái mình bỏ vô cái hộp bao size sai, mình xài qua cái bắt đầu khách khác vô liền á, thì mình xài cái đầu khác rồi bắt đầu mình lấy cái đầu đó ra mình thấy đầu thấy đầu này vô lấy đầu kia ra xài. Có 12 đồng mà dụ dỗ nhau chi. Cái này mấy anh chị thấy đi rất là sạch Và nó không có bị mỏng cái móng tay của khách Mình nói cho khách Bà thấy không Tôi vũa da tôi Nó không có mệt Nó không có bị chảy máu Nó không có sao hết nha <laughs> Cho khách yên tâm Ủa em thấy có chị để số điện thoại 0905 Giống như ở Việt Nam đúng không 0905 là ở Việt Nam Nhớ là vậy Đó Dạ Cái này là em vừa làm vừa đi từ từ vừa nói chuyện với mấy anh chị nha Chứ trong tiệm mà đổi nước sơn treo mà ngồi mò kiểu này là ăn cháo luôn chứ không có cơm đâu mà ăn <laughs> Ok nói Chứ trong tiệm làm thì mình làm nhanh lắm Lên like thì mình còn có thời gian nói chuyện với nhau chơi vui Bình thường em đâu có cơ hội nói chuyện đó mấy anh chị Bình thường là Ngân ôm cái computer từ sáng tới chiều Ngồi ôm computer làm việc miết à. Cho nên có cơ hội nói chuyện mừng lắm Giống như là lâu đời thì không được nói chuyện <laughs> rồi sau đó nè mấy anh chị sau khi mà mình buffer mấy anh chị có thể buffer cũng được hoặc là dũa cũng được em thì em dũa luôn cho nó cho nói còn buffer thì em thấy là em không có đi được sát vô mấy cái góc cho nên em không có thích sau đó đó ok à có nhiều người xài cái bon em không có xài bon em xài aceton nha sau so, trên bàn của em lúc nào cũng có ba cái chai Lúc ban nào của mấy chị cũng thấy có ba cái chai trên bàn em, acetone, alcohol and water. Water này để rửa tay khách mà cái tay khách bữa nay mình không có đắp bột không có dơ cho nên không đụng tới. Alcohol thì nó nhẹ quá cho nên em không thích xài, em thích xài tới acetone luôn. Cái này là cái kinh nghiệm cái cái kinh nghiệm của em em làm thôi nha. Mỗi người sẽ có một cái kinh nghiệm làm khác nhau. Thì cái này cái cách của em mà thấy là từ hồi xưa giờ làm không bao giờ bị vấn đề là khách bị uh, chóc treo quay lại. Tại vì khi mà cái treo nó ở bền hay không là cái móng của mình mình buffer cho sạch da chết rồi sau đó mình uh, khử cái dầu trên móng. Tại móng người ta có dầu là người ta sẽ dễ bị chóc. hồi nãy giờ tay của em hồi sáng giờ em xài mấy cái mà xôi á, cho nên là tay em có dầu thì khi mẹ em bóc vô cái tay của khách á em sợ là cái cái dầu nó đưa qua thì trong tiệm nail của mình cái trường hợp này rất là nhiều tại vì thí dụ như mình làm chân mình làm tay cho khách thì mình sẽ tiếp xúc với mình uh, massage oil cuticle oil thì cái tay của mình hoặc là lotion á cái tay của mình nó đã có sẵn cái lượng uh, dầu trong đó hoặc là lượng, lượng lotion trong đó mặc dù tay khách không có đi chăng nữa nhưng mà khi mà mình làm á mình cầm lên nó cũng dễ bị trúng cho nên là em phải chùi bằng acetone để cho khử dầu hoàn toàn luôn Trời ơi, acetone để lên cái là nó, nó dầu nó trụ lũi hết. Sau đó em đi Z-Primer nha. Làm manicure mà có Z-Primer xong nó dính rất là chắc. Mấy chị cứ cho mấy cái review trên Z-Primer. Trời ơi, xài khách đi 3 tuần quay lại. Cũng vẫn chưa có chốc. Nhưng mà em nói ba tầng đủ rồi cái khách mà nó bền quá nó đi tới bốn năm tầng mới quay lại là coi như mình cũng mệt mỏi không biết tới nào mới lấy được 25 đồng tiền sơn đổ nước sơn treo cho <laughs> nên đi ba tầng là đủ rồi z prime rồi nha mấy anh chị rồi sau đó mình sẽ đi base ở đây thì em đi cái crystal base Cái chai Crystal Base Hết trơn rồi à, Em có cái chai Z base rồi chai này ngân mới bỏ xuống đúng không không đây ở đây em có cái chai crystal base rồi cái treo của mình á em rất là thích những cái formula nó đậm đặc thì khi mà mình sơn á cái base thì mình sơn mình sơn cho nó mỏng thôi nhưng mà phần này em khoan hả nói tới cái cách cầm cọ tại vì cái clean nó cái base nó trong quá mấy anh chị sẽ không có thấy được để họ tới cái màu em sẽ nói tới cái cách cầm cọ cái kinh nghiệm của mình khi mà mình mình làm á để cho mấy anh chị đỡ phải bị um, dày quá dày quá là khách họ khửi nó chóc ra cái treo nó cũng dễ bị chóc hơn nó tự nhiên nó cũng dễ chóc hơn nữa chứ khách nữa chưa khửi nó cũng đã dễ chóc rồi các góc thì em sẽ đi sát vào hết để cho nó đủ cái treo nó không có bị chóc ha cái phần đầu móng á, thì khi mà mấy anh chị thấy em sơn ra đầu móng em quẹt xéo xéo đó là em cũng đã khô vờ rồi nhưng mà mình quẹt xéo vậy thì nó khô vờ nó không có bị dày quá nó mỏng thôi rồi sau đó cho hơi đèn dạ bên này sơn một bộ treo sơn không nha không có cắt da nha là à, tùy theo tùy theo tiệm mình không có biết tiệm em á, thì em lấy là 30 đồng 25 tí trước đây là 25 nhưng mà bây giờ là 30 ở ừ, trên nhảy số à có ai nói mới order gì? Trang đọc, trang đọc, comment dùm ngân nha. hồi xưa lúc mới ra nghề là ngân sơn hay cầm chai sơn lắm. tại vì em thấy là à, ở bên Việt Nam mình học là sơn mình đã cầm chai sơn rồi, nhưng mà qua đây cái lúc mà em làm tiệm chung với mấy cô thợ Mỹ từ từ cái bị lay sơn không có cầm chai sơn được để mình có cái tay của mình nó rảnh, mình xoay ngón tay người ta đủ kiểu được hết thì nó được đi được vô các góc mới order treo có bỏ thêm đầu vũ được hay không chị Tracy ơi chị gọi cho tụi em đi chị Tracy rồi đổi tay bắt đầu bây giờ nè ở bên này thì mình sẽ trang uh, muốn hai ngón leader hay một ngón clear thôi <laughs> hai phải không hai ngón clear còn mấy cái màu này là màu treo cho nên em sẽ xài số 176 trước nha trên cái chai này nó có cái màu cho mình luôn rồi cho nên là mình nhìn vô là mình cũng đã tưởng tượng được là cái màu bên trong nó như thế nào đương nhiên là cái label nó in còn cái màu treo thì nó ấy cho nên là nó có thể là một số màu nó không có mask nhau trăm phần trăm nhưng mà nó về nó đã rất là close rồi phải không anh chị không thể nào mask nhau trăm phần trăm được cái treo g treo này formula của nó đậm đặc nha của nó đặc lắm nha sau khi mà mình xài á tất cả các loại treo em xài luôn thì em đều khi mà sơn á ở đây em nói hồi bữa đi show thì mình mới thấy là nhiều người có thể là tay nghề mới ra cho nên là khi mà sơn cầm cái cây cỏ lên như nè lấy nước sơn lên mình lấy nước sơn lên mình vuốt cho nó sạch để cho nó đặc biệt là những cái chai đầy thì có nhiều người cầm lên nói là ồ tại sao nước sơn mà mua về sơn rồi nước sơn trên cây cỏ nó rớt xuống nó chảy xuống rồng rồng em nói khi cái chai sơn mà nó đầy thì mình phải hiểu là mình bỏ vô cái nước sơn nó phải đàn ngập lên cây cỏ thì cái chai sơn nó đầy còn nếu như mà nước sơn nó cạn thì cây cọ của mình mới không bị ngập. Thì khi mình lấy lên là mình đã phải chùi vậy nè để cho cây cọ nó xuống bớt. Và mình đi một mặt thôi, có nghĩa là chỉ có cái mặt bên cái mặt bên nào mà mình apply lên móng khách á, thì cái mặt đó có nước sơn còn cái mặt kia là mình không có cần phải có nước sơn mình vuốt cho nó sạch vậy nè để cho nó gọn và đi một cái lượng đủ ở cái đầu móng thôi tại vì mình không có đi hết cây cọ đâu mình sơn mình chỉ sơn cái phần đầu thôi cho nên cây cọ là mình không có để đầy vậy đó còn bữa em đi xô là có người thử cầm về để lên không có cần vuốt giết gì chứ cái để nguyên cục vậy nè để cây cọ xuống nằm cho bè ra về cái vuốt mấy anh chị để mấy anh chị thấy cái gốc cây cọ em để này nha nè để cây cọ mà nằm chạy bài ra vậy nè rồi vuốt đó sẽ không thể control được cây cọ tại vì khi mà mình để nó nằm chạy bài ra vậy nè là mình vuốt nữa là nó sẽ đẩy treo đi qua hai bên có nghĩa là nó đẩy treo đi qua hai bên nó tràn lan đi ra đại tây dương thái bình dương gì nó tràn hết đi ra hai bên <laughs> khi mà mình sơn treo là mình phải control được cái cây cọ của mình giống như là mình đắp bột vậy đó cho nên là cái gốc mà ngân thấy sơn mà để dễ xài nhất đó là khoảng 45 độ À, cái gốc xéo thì cái cây cọ của mình bỏ lên mình sẽ control được nó và nó không có à, nó không có dùng quá là nhiều lực tại vì cây cọ của mình càng đứng thì nó sẽ càng dùng lực nhiều nó giống như cây viết còn cây cọ của mình nó nằm thì cái lực của nó càng yếu và khi yếu thì mình sẽ không có control được thì cái góc 45 độ là em thấy cái góc mà mình dễ xài sơn so, mình vuốt một bên vậy thôi mình chỉ cần lấy treo một bên và ở cái khoảng đầu thôi rồi sau đó mình sơn Nè mấy anh chị thấy là khi em để là cái góc nó khoảng xéo 45 độ Rồi mình đẩy nó vô bên trong. Mình đi cho nó mỏng. Sơn treo là càng mỏng càng tốt. Càng dày là nó càng bị chóc. Mà càng dày cái móng người ta nó bị thô. Nhìn nó thô cái móng ra. Cho nên là khi sơn em sơn rất là mỏng. Khô vào cái phần đầu móng. Là chắc ăn là mình phải khô vào rồi. Đó mấy anh chị thấy không? đi một lớp mỏng như này thì nó sẽ đều và khi lấy sơn thì có thể nếu mà chai nó còn đầy thì em chỉ lấy ở ngoài cái phần đầu này thôi nè để cái cò 45 độ ở dưới em đẩy sát lên vậy là nó sẽ tròn đi qua bên trái đi qua bên phải đi hết cái viền cái đầu móng dòng lại vuốt đều một cái thì nó sẽ tròn và nó sẽ không có bị chảy sơn chè bè đi qua hai bên tùm lum mình uh, xài một cái sản phẩm nó thực sự là cái sản phẩm á, nó quyết định em thấy là nó quyết định cỡ 40 phần trăm cái 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 chất lượng bộ móng mình ra thôi 60 phần trăm nó sẽ nằm ở cái tay nghề của mình mấy anh chị sản phẩm nào mấy anh chị mua về mấy anh chị xài cũng vậy chứ không phải là em nói riêng sản phẩm của công ty Journal đâu nha mỗi một công ty á, họ ra một cho, cho, cho riêng công ty họ một cái formula khác nhau để cho mấy anh chị xài thì khi mà mình xài mình biết mình nắm được cái kỹ thuật căn bản rồi đó là mình xài hãng nào mình cũng thấy dễ hết á rồi sau đó tới cái hai ngón này thì em sơn clear đờ clear á thì đây cái clear của mình nè đó em cầm lên nhè có nghĩa là nó đặt như vậy Tại vì mình muốn cho nó đặt để cho mình sơn nó không có bị si tu nhiều Leader mà nó lỏng quá là nó bị si tu Đặc biệt là mấy anh chị thấy là cái dạng này nè Nó đã đặt tới mức này rồi mà nó còn à, nhìn có cái lớp si tu ở cái lớp đầu tiên mình sơn đúng không? Thêm bên cái góc này Khi sơn màu á Là em sơn cái cỏ 45 độ Còn khi sơn treo này Cái trường hợp mà khi mà mình nằm cái cỏ Là mình phải hiểu tại sao mình nằm cái cỏ Mình có thể nằm cái cỏ xuống Nhưng mình chỉ cho những cái Cái lần mà mình sơn glitter Mình muốn cho nó nhẹ Giống như là chạm nhẹ Nhưng mà mình cũng vẫn phải vuốt và control được đó rồi sau đó em sẽ cho hơi đèn 30 giây never say never là cái gì <laughs> dạ em ở Florida cái đầu dũa nhám hả à? cái đầu đó đâu rồi mới cầm cái đầu dũa à, đây trang vũ cái đầu giữa nè. Đầu này nó gọi là đầu diamond. Ok. Rồi. Anh chị nào mà cần tụi em hát gì thì cứ bỏ số điện thoại đi ra. Tụi em có nhân viên sale hỗ trợ ha. Đó. Cái treo này là Ngân làm nó rất là đặc mấy anh chị. Cho nên là sơn á. Móng mỏng á. Mình lấy chỉ cần một lượng ít thôi. Sơn móng dài á. Thì mấy anh chị sẽ lấy một lớp á. Nó cover cho mấy anh chị được 70% móng. Nó không hề bị... Um nó không hề bị uh, giống như là suy si tư mà phải sơn tới ba bốn lớp đâu vuốt cho nó mỏng ra để cái tay của khách nhìn nó gọn còn khi mà mình sơn mà nó dày quá đó có nhiều móng khách đó sơn không mà nhìn những cái móng người ta nó ngắn móng càng ngắn sơn càng dễ bị thô y chang như mình đắp bột vậy đó có nhiều móng ngắn mà mình không có sơn mỏng á nó ra cái tay người ta giống như có nguyên cái cục treo nằm trên móng vậy đó cái này là kỹ thuật sơn thôi không cắt da tại cắt da tính tiền thêm <laughs> cho nên đây là, là kỹ thuật sơn thôi à, chứ không có cắt da sau so, có thể là cái các bạn hỏi là à, các bạn mà đang hỏi là có thể là ở việt nam đúng không à, việt nam mình á, lúc nào đi làm à, cắt da xong rồi mới sơn móng thì ấy còn bên này á, là sơn móng giá riêng cắt da rồi sơn luôn giá riêng cắt da sơn luôn là giá trung bình là ít nhất cũng 35 đồng còn sơn không thì khoảng 25 30 đồng. Cho nên một số khách đó, họ không có cắt da. Với lại bên Mỹ này họ cũng nhiều khách họ không thích cắt da luôn. Cắt cắt mà cắt dạng như cắt nhiều của Việt Nam mình nữa lại càng không. Nó dễ bị hang nail á, nó chốc ra nó hang nail á, khách họ không có thích. Rồi bây giờ em đi qua lớp thứ hai nè. Các chị thấy em đi mỏng nha Mà hai lớp là nó khô và hết cái móng của khách luôn Nên bạn nào mà đang học nail để đi Mỹ á, Không cần học cắt da nhiều như ở Việt Nam mình đâu Cắt da lấy khóe là coi như không có cần học nhiều đâu Mình học cắt làm sao cho nó nó sạch Cho nó sạch này kia là được rồi cũng phải có kỹ thuật cắt chứ nhiều khi cắt mà chảy máu là mệt nhưng thấy ở bên việt nam mình nó dễ như là lấy khóe ơi, rút cái khóe ra cái cái máu xịt cái xèo theo không bị vấn đề gì hết ở bên này là không có chuyện đó ở bên này mà rút cái khóe ra mà máu nó xịt theo vậy là coi như là mệt mỏi với khách đó à, mấy anh chị thấy là cái màu nó khô và đẹp không mấy anh chị chất treo nó rất là à, đậm đặc cho mình luôn da bằng kéo được không? Không cái vụ đó ngân không biết rồi nha. Cái nào mình biết mình mới dám chia sẻ. Cái nào mà không biết là ngân nói thẳng hơn không biết. Có chị là nếu em sơn xong thơ rồi sơn một lớp màu xong màu bị rút lại là sao ạ? À? Cái màu bị rút quá hả chị? nó có một số cái loại nó có một số cái màu á khi mà mình 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 bỏ lên mà mình không có xét nó đều á nó sẽ bị rút lại nó tùy theo theo cái hãng thôi à nhưng mà nhiều hãng cũng không có bị hết đâu chỉ có một hai màu của họ thôi thì nó sẽ bị rút lại mình phải lắc đều cái chai nó lên tại trong cái chai sơn á là nó có vừa có cái màu à, cái pigment màu và nó vừa có cái cái gel base treo base là của trong cái màu chứ không phải là cái base treo mà mình sơn nha cái base chèo đó thì không có nói thì nếu mà hai cái đó mà nó không có mix đều với nhau chỉ có cái cái màu không lên đó thì nó sẽ dễ bị rút lại cho nên là lắc treo trước khi xài cũng quan trọng lắm nhiều khi cái chai đó mình để trên kệ hai tháng trời chưa có khách nào xài có nghĩa là không có ai lắc hết lấy ra sơn thì mà không có lắc lên đó thì nó sẽ uh, không có đều nhiều khi sơn không có lên màu khi sơn rút lên nó nguyên cái cục màu ở đầu tiên rồi cái qua cái thứ hai cái nó không có lên màu thì nó nó không có uh, even nữa chị lắc đều lên khi nào holders set back in stock back in stock rồi chị thủy back in stock một hai ngày nay rồi mà tại em quên đó mấy ngày nay em bận quá em không quên thông báo ví dụ back in stock nữa chị hỏi em mới nhớ À, tôi công nhận nha mấy anh chị nha. Hướng chia sẻ kỹ thuật à, sơn thôi á chứ ngân sơn treo năm nay ngân sơn treo xấu rồi mấy anh chị. Tại vì mắt yếu rồi, năm nay mình phải công nhận là mình già nha. Bởi ta nói có một cái thứ trên cuộc đời này mà không bao giờ chối bỏ được đó là tuổi tác. Một cái sự thật mà phủ phàng mà ai cũng phải chấp nhận, em không biết là mấy anh chị có 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 công nhận với em không. Ngành neo của mình á thời Quy hoàng thời hoàng kim mà để hốt tiền đó là từ à 20 cho tới 30. Mà trong thời thời đó là thời hoàng kim để đi để, để đi du hốt tiền mà không có cần phải à, à, stress nhiều. So mấy anh chị có thể lên cái go hồi xưa em đi làm lúc mà mới ra nghề thì em với cô bạn đi làm cũng lên cho nhau cái go á là từ 20 tới 25 là vừa làm vừa chơi vừa đi du lịch Thoải mái tại vì lúc đó là thời thời điểm đó những cái thời điểm tuổi một à, từ, từ 20 tới 25 á là chưa có lo lắng con cái cho nên enjoy cuộc sống thoải mái đi. 25 tới 30 á là bắt đầu có con rồi à, bắt đầu đi làm kiếm tiền lo cho con lo cho gia đình. Nhưng mà lúc đó là mình vẫn còn đi làm thợ được để cho mình không có bị uh, stress quá, mình có thời gian cho con tại vì làm chủ ai cũng biết làm chủ có tiền thiệt nhưng mà cái stress là cái sự thật cũng không có chứ không có phủ phàng không không có phủ ý bỏ đi được đó là 25 tới 30 và từ 30 trở lên là cũng phải đã dành dụm để cho 30 trở lên được thì mua cái tiệm để về làm chủ đi làm tàn để làm chủ hoặc là run tiệm thôi tại vì từ 30 trở lên là mắt phụ nữ á, mắt bắt đầu sẽ yếu tay rung thì tùy ai nhậu thì rung không nhậu thì không rung <laughs> Nhưng mà mắt là bắt đầu sẽ yếu Thì mình biết được là mình sẽ làm nail không có đẹp bằng Những cái năm mà Ồ oh, bị à, ha, Bị hư nè Cái này là khách bỏ vô rồi bị dính nguyên miếng da, trên đây là new decoration Một mẫu design mới Của năm nay đó là mẫu Da à, yeah. Ok Khi mà khách mà bị hư vậy á Thì mình sẽ sửa <laughs> sửa bằng cách nào hả em sẽ làm cho cái khớp này nó mỏng xuống một chút khửi cái khớp chỗ này ra và sơn lên một lớp nữa để cho nó khô vỡ lại ok rồi em sẽ sơn lên một lớp nữa để cho nó khô vỡ lại đây là cái cách để mà khi mình mình phép luôn tại vì nhiều khi á khách họ bỏ tay vô đèn á họ cũng không có để ý giống như là nhiều người cái tay nó hở ra thẳng, nhiều người cái tay nó rất là khít. Cho nên là cái tay người ta cứ back to normal bình thường thôi. Thì khi hơ đèn xong tham thì cũng sẽ có những cái trường hợp mà bị bị đụng vô ngón này đụng qua ngón kia nó sẽ bị hư á. Thì mình khi mà vậy thì em sẽ khều cho mỏng cái khớp chỗ này lại. Rồi sau đó em sơn để cho nó nó khô vờ lại một lớp bên trên và nó đều lại anh không có bị cái khớp cộm lên đó mấy anh chị thấy không? Rồi sau đó em sẽ cho hơi đèn Ở đây á, thì em sẽ xài Crystal Top nha Ok, có một cái điều mà để em nói về mấy cái top coat để cho mấy anh chị có thể để ý nè. So, um, Lâu lâu á em hay có khách hỏi à, em ơi tại sao cái top chị sơn lên bình thường không có bị loang mà bữa nay sơn lên người khách nó bị loang lỗ 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 ra. Thì em nói nếu như cho nên nó bị bụi. Nếu như mà cái chai sơn của mình đang sơn mà nó không hề bị loang mà có một người khách nó bị loang thứ nhất là có thể là cái 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 à, tại vì trong tiệm mấy anh chị có xài nhiều cái dòng sơn treo khác nhau thì một số cái dòng sơn treo nó không có hợp với nhau thì nó sẽ dễ bị loang ra hoặc là cái chai màu đó nó đã bị dầu rồi cái chai màu bị dầu là sao trước đây tiệm của em á, nó bị cái trường hợp là anh thợ làm chân lúc đó là mình chưa có phát uh, cho mỗi người một cái chai uh, chưa, chưa chưa có phát cho mỗi người một cái chai uh, thớp khót riêng mình còn để lúc đó em nhớ là à, lúc đó treo nó tương đối là mới cho nên nó mắc lắm thì mình để mấy cái chai bê chai thớp trong một cái rổ vậy đó để ba bốn cái rổ cho thợ họ tới họ 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 làm chung với nhau thì anh thợ này anh sơn uh, anh sơn cho khách làm chân xong là bắt đầu mấy người kha sao sơn lên á là nó đều bị dầu nó đều bị lỗ đều hết luôn thì là cái chai đó nó đã bị ôi ồ nó đã bị dính dầu khi mà người ta làm chân người ta chùi không có sạch á thì từ đó tới sau là mình có xài lên khách nào nó cũng sẽ dễ bị loang hoặc là riêng cái chai màu thôi cũng vậy nếu mà cái chai màu nó đã bị dính cái ôi vô trong cái một khi mà mình pick up ôi vào trong cây cọ mà bỏ vô chai nước sơn rồi thì nguyên cái chai sơn đó của mình nó sẽ bị loang cái dầu bên trong rồi sau đó mình sơn cái top coat lên trên thì cái cái nền màu đó nó có thể nó làm cho cái thớp khót của mình bị loang luôn ok rồi sau đó em sẽ cho hơi đèn 30 giây lần cuối thì mình cho 60 giây cũng được ha lâu rồi mới sơn lần bộ treo manicure mấy chị bình thường đắp bột làm design được không à Rồi, sau đó em sẽ cho hơi đèn 30 giây. Ok. Nếu mà cái chai sơn bị dậy á, thì mình... Uh cái chai sơn á, mà nó bị vậy á thì mình có thể mình 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 sửa được ví dụ như là một khi mình sơn chai màu lên mà mình thấy là bỏ thớp lên nó loang ra đó thì mấy anh chị có thể thử lấy cái alcohol mình lấy một cái miếng khăn giấy đó mình quay cho nó sạch vậy nè xong rồi sau đó mình apply lại thì nó sẽ không có còn bị loang nữa thì cái đó là cái thông thường cái cách đó mà em fix khi mà uh, khi mà mình uh, mình mình thấy là ô oh, có cái chai đó bị vậy, còn nếu như mà mình sơn mình mình chùi sạch rồi mà mình sơn lên mà nó vẫn bị nữa thì mình có thể mình lấy cái chai khác ra mình thử. Và nếu chai khác á, mà nó bị loang luôn thì cái này là mình phải coi lại cái sản phẩm của mình. Còn nếu như mà cái 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 uh, mình liên lạc với cái nhà sản xuất, còn nếu như mà mình lấy chai khác ra mà mình sơn mà mình thấy nó không có bị loang thì lúc đó thì là cái chai mà mình đang sử dụng nó sẽ bị loang có nghĩa là mình find out cái reason cho tới cuối cùng coi là ok lỗi cái 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 điểm mà nó nằm loang nó nằm ở cái chai này hay là nó nằm ở à, nguyên cái dòng sản phẩm đó để mà mình liên lạc với bên nhà sản xuất à, để họ hỗ trợ cho mình thì cái đó là cái cách mà để mình tìm ra được cái lý do không phải lúc nào nhà sản xuất cũng đúng, cũng không phải lúc nào là thợ cũng đúng, cho nên là mình coi coi là ok. À, ví dụ như mình xài cái đó nó có nó 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 bị như vậy thì lý do tại sao thì lúc đó là mình sẽ tìm ra được cái 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 này là cái kinh nghiệm khi mà mình làm nhiều khách rồi mình làm việc với nhiều thợ á thì nó sẽ dễ. Ok, đây, đây là cái bộ móng em mới vừa làm xong đây. cái màu dễ thương quá phải không mấy anh chị cho snow club đây là cái màu số 175 176 nha hai cái màu trong này em làm ra đây rất là đẹp cho mình hỏi sao để thớp hai bàn tay khác nhau Ồ, oh, em đỏ thớp di à, thớp ở đây thực sự là em đang xài tới bốn chai lận <laughs> chứ không phải là hai chai luôn <laughs> Lý do tại sao á là tại vì em đang thử bốn cái chai này em sơn lên, em đang thử bốn chai, hai chai của Jshop, hai chai của JB randomly mình pick từ trong cái kệ pick ra và hai chai Crystal Top mình pick ra coi coi là nó có khác gì nhau hay không và khi sơn thì nó có uh, bị loang bị lỗ này kia hay không. Thì tại vì mình cũng đang có uh, một vài khách nói là ô sơn nó bị uh, loang cho nên là em phải lấy ra em thử randomly pick từ trong kệ pick ra để mình coi coi là cái sản phẩm của mình nó như thế nào thì cái đó là mình vừa làm vừa check cái quality của mình là như vậy <laughs> good question chị mấy anh chị thắc mắc cái gì thì cứ hỏi em cũng able to trả lời chứ không có sao hết tại mấy cái này là mấy cái thông tin mà em nghĩ là mọi người cũng biết à, mọi người cũng cần phải biết thì đây là em sơn bốn chai lên và bốn chai nó ra nó đều vẫn à, rất là bóng rất là đẹp rồi thank kiều mọi người đã dành thời gian theo dõi và hy vọng á, là cái cách ngày hôm nay em chỉ để sơn cho gel manicure là mấy anh chị sẽ dễ sơn hơn quan trọng của mình á, là ở chỗ cái lúc mà mình cầm cái cọ mình cầm cái cọ đừng có cầm cái cọ nó nằm quá đừng có nằm nó vậy mà cũng đừng đừng có đứng quá vậy mà mình chỉ đi nó khoảng 45 độ thì nó sẽ ra cái treo của mình nó mỏng và nó đẹp hơn rồi thanh kiều cả nhà và anh chị nào muốn mua set snow glove hoặc là set của the harvest thì có thể bỏ số điện thoại và tụi em sẽ gọi cho mấy anh chị để hỗ trợ nha Thank you cả nhà chào tạm biệt have a good day